Đây, lại đây con, lại đây, chúc mừng tuổi, lại đây. Này, mừng tuổi cho con. Xin đưa lại đây. Quân hai tay, tay, tay con xin vào ngoài. Tay lại. Cháu xin. À, con xin đúng rồi, giỏi. Nhanh lấy đầu giỏi, đẹp trai. Mấy đây? Mấy đây? Bây giờ cái loại đi thì... Cơ xong đi. Đấy, vui vẻ, chốt. Đó. Vâng, đúng rồi. Cháu bảo ơi. Con bò to đấy thôi. Này, xuống đi. Bò đi chưa đẻ đâu bác. Chưa. Không biết 25 tháng gì thì chẳng hạn. Tháng gì mới đẻ bác. Đẻ mùa đông đấy, chép cái ăn nó gầy. Đẻ xong rồi ông sổ sáng nó gan. Vâng. Cá con đi nữa. Vâng. Nhưng mà ý là đẻ xong rồi sổ. Nhẹ xong thì số hơn bú việc chưa? Không phải chi âm. Nhẹ xong là ông số nhá. Vâng. Con đi dạy, con đi không xuống mấy. Con đi không xuống mấy. Con đi chữa mấy tháng rồi? 6 tháng rồi. 6-7 tháng. Tháng 7. Tháng 4 là đẻ. Tháng 4 là đẻ vâng. Tháng 2 con đây là tháng 4 đẻ này. Con đây không biết tháng mấy đẻ. Con đang nuôi con đó này. Vâng. Con đang nuôi con đi cũng chữa rồi chứ. Vâng. Vâng. Này lần đi là nhỏ lắm. Lần đi ra mà nhỏ đâu không nhỉ? Nhỏ. Lần như nhỏ, con le nhỏ, kém. Không tiêm thuốc nhuôn đâu. Có đấy chứ. Có tiêm thuốc nhuôn đâu. Có tiêm thuốc nhuôn đấy chứ, tiêm cả đấy chứ. À, con đến lúc đẻ con mẹ đẹp, con mẹ đẹp lắm rồi. Đợi cho bắt con mẹ mấy ông già. Đúng rồi, con mẹ trước thì đẹp. Vâng, mẹ trước đẹp. Nì, tôi mới bỏ này. À anh, nha. Vừa đi làm về bác. Ừ. À, ăn Tết xong thì được cài hẳn mới nha. Vâng. Chứ năm đi, ra mà con mẹ đi, năm đi không phỏng mấy anh. Ăn bồ đúng cái mùa không có cỏ. Mùa đúng mùa không có cỏ cơ. Mình cho nó ăn bồ thêm nha. Cho nó ăn mà không ăn. Cám, mình không ăn. Không ăn. Đâm ra là chuột chứ. Thế chứ. Không ăn. Không ăn à. Chủ yếu chỉ có dơm mấy chuối này. Hắn lại thích ăn dơm. Như thế chứ cỏ đang không ăn. Ăn chuẩn trái là phải vứt cho mấy lần này có cỏ thì lại đến tuổi sót mẹ này. Vâng. 6 tháng nữa anh nhờ. 6 tháng mấy ngày đấy. Rồi 6 tháng canh canh. 8 là... Đúng thật, năm ngoái mà ghé chắc là chưa bắt được nhỏ. Nhưng mà đang mà đợt đi nhỏ thật. Anh không có cỏ đúng không? Cái con ấy không chịu ăn cám. Không chịu ăn cám. Ông cột con bò mẹ lại cho con rồi đang mà. Cột cột lại có con đi ăn đánh rồi chứ. Vâng. Con ấy dữ lắm. Con bò con nó cũng xúc cái kinh lắm đấy. Con ni cũng đánh người này. Về to ăn. Vâng. À về con thì tao. Ăn nghịch là hắn hút cô đó. Vâng. Không biết cái thửng ở đâu hết. Chắc con lo chỉ có lo về con bò mẹ. Con này đợt đi con bê kém thật. Đúng thế này. Đó đúng một cái mổ cũng có mà chuột lại phá đấy chứ. Mẹ đợt này chuột. Đang có thì đã đến tuổi gái rồi. Vâng. Tuổi đây là tuổi bán rồi đó. Tuổi bán rồi. Tuổi bán. À đây. Hôm trước nó lắm vét quá vừa với cái ấy thì cho hắn biết đi. Tim hay là bắt? À, mua cái thuốc hát tóc á. À hát tóc xịt hả? Ờ xịt. Rồi. Này về là phải tiêm thuốc giun đầy đủ thôi. Lần trước tiêm rồi. Tiêm cách đây tháng 11, tháng 12 đấy. Nó không chịu ăn đợt. Không cho ăn cám. À không chịu ăn cám. Đợt định mua về nhưng mà mua thử có mấy cân về mà không ăn.
yếu là chỉ có chặt chuối với dơm nó cho ăn. Vâng. Thôi được rồi, hắn có ri thì ta tính ri thôi. Đó. To thì kiếm thêm đồng, thật sự là hắn. Đúng là năm ngoái mà ghé lại chắc cũng không bằng. Đợt này cũng nó xuống tí vì là con mẹ nó cũng không cho bú nữa. Không hiểu sao đợt này con mẹ nó không cho bú. Nó to rồi chứ đang, 6 tháng rồi, 6 tháng bú tận. Trước còn kia 7 tháng mà nó cho bú nhìn nó phính phính. Đúng rồi, đúng rồi, đợt con trước đẹp. Đợt bắt 21 triệu nhỉ? 21 triệu đúng không? 21 là 20 triệu. À 20 triệu 500. 20 triệu rưỡi. 20 triệu 500 đúng không? Mẹ trước đẹp. Tức là ngoài đây chưa làm. Chưa làm. Làm đi sạch sẽ. Răng đây, đầu xuân năm mới. Mấy tiền đây anh? Chú xúc được bao nhiêu chứ, xúc chứ gần anh em mình có bao giờ đi không, ý là của nhà bác thì bác bán được, bác nói chú chứ bây giờ chú xúc được bao nhiêu xúc. Chả lẽ nói ông 10 triệu đúng không? Đó, anh em nó ngoan thì vâng, anh em nó dễ thôi chứ còn biết được thì cháu bắt, mà không thì bớt thì cháu nói bớt thôi chứ. Anh em được 18 xúc không? Mấy? 18 không? Đang là 18. Đang là 18. Không được thì xuống. Xuống nhiều quá, không xuống ít đâu. Xuống nhiều quá. Chú phân tích chỉ cho anh. Rồi, thứ nhất là bò me đầu năm nhưng mà hầu như là nó đứng, không đắt. Tại vì răng bò thịt không lên. Anh bảo bò thịt bây giờ 80, ắc Tết bò ngon mới được 80. Còn không có nơi, có nơi mà bò mà nuôi kém kém cân có 75, 76. Ở chỗ đó. Xin chú này. Bớt nhiều rồi anh ạ, không bớt ít đâu. Thì bớt nhiều thì cứ ra giá ăn chuyện. Mình mua nhiều chứ đúng không rồi, phải đúng ít đâu. Vâng. Cái lượng được quay mãi. À, chết cha nào. Đây mà núp một cái mồ cỏ thì lại ngon. Con đi kém thật. Con đi đợt đi kém. Đã thấy không vào mồ cỏ nên là phải chấp nhận thôi. Mùa bỏ đẻ mùa đông thì chí. Thôi. Em muốn đẹp thêm thì cũng qua tháng. Còn loại thì bây giờ cũng chưa. Có qua tháng cũng chưa. Bây giờ mẹ anh không cho bú nữa thì lúc mà năm ngoái anh điện cho em 5 tháng rồi 5 tháng tí mà để cho lớn thêm tí nữa. Vì em không ngờ là bây giờ nó kém rồi đi. Bây giờ to rồi, cái loại như bây giờ anh nữa là anh phải tách riêng ra cho nó ăn chứ, để đi cho mẹ càng ngày càng tọt đi. Anh cho tách chứ. Vì bây giờ nói anh bây giờ 6 tháng rồi, con bò mẹ kém sữa đi rồi mà con mẹ chữa rồi. Giờ cái đi làm răng để được. Ví dụ tầm 4 5 tháng thì để được. Ghi nhận để cho nó kèm này 6 tháng rồi. Bắt đầu là 28 Tết mới là toàn cỏ. Vâng. Trước là toàn cái chuối với dơm không. Con đi cho ra ngoài được nên người ấy hiện. Vâng. Chứ con trước bắt là cúc. Bớt đi 3 triệu. 15 à? 15 thôi. Nhỏ lắm, gầy ọp chứ mà. Ý mà. Nó anh 15, ở trên xe cũng có con. 15 triệu, còn kém hơn con thì. Lý do tại sao? Em mua từ bữa 20. Mua từ bữa 20. Là bảo tầm cũng 1 8 10 cháu ra bắt cháu gửi lại. Đến lần tọp lọp thì ô trời ơi, bực mua mà bực như mẹ thì đẹp thật. Như đến lần tọp mẹ luôn, đang trên xe chứ. Cũng 15 triệu mà em mua cháu mua từ bữa 20 gửi lại.
bố gửi lại đầu năm cháu ra cháu bắt cái thằng bé của ở ra chắc con bé ra giật mình ra đây chơi xe chứ. Nên chắc họ không cho ăn. Không cho ăn thì bố đang mà tôi vẫn thả nhưng mà chắc tết thì nếu họ không biết thương con của thì thôi chắc không biết thương con của tiền thì tiền lấy rồi thì mình mua bán thì bây giờ đang chờ có thằng bé lắm để tôi cứng cứng tháng tí nữa. Bởi thì chú mua được thì tôi để cho chú thôi. Thì sang năm chú bắt cũng được, lúc mua chú bắt cũng được. Còn chú mà không bắt thì tôi bán. Có ăn thì còn nói chuyện gì. Vâng. Chứ mày làm sao bố? Mày bán chẳng bán chứ sao nữa. Bây giờ đến nuôi nó cũng không béo được mà. Vì bây giờ nói ông thông cảm bữa anh điện cháu á. Thì bảo là mới hơn 5 tháng rồi, hơn 5 tháng để cô kiếm thêm đồng. Cháu nói là hơn 5 tháng để to kiếm mình đồng chứ bây giờ nuôi. Nhưng bây giờ cứ 6 tháng bò mẹ bò thì chữa rồi. Bò thì chữa rồi. Bê thì bây giờ cái loại đi thì thôi xong đi. Đấy. Vui vẻ chốt. Đó. Bị mua sữa con này cũng có còn đâu mà. Vâng. Đây có bác chia sẻ với bà con luôn. Đây anh Thắng đây thì lâu năm rồi. Chứ không phải đến ngày hôm nay có bắt đó, anh em thì làm ăn với nhau, bò anh bao giờ chú Thơm cũng bắt cả năm ngoái. Bữa trước bắt con 17 triệu anh em. 17 triệu. 17 triệu. Anh bảo 16 triệu nhưng mà chú Thơm mua 17 triệu, nó đúng là rất vì hắn chất mẹ. Còn con này thì đây. Đây có bắt. Đó, đây đang nói dở, chú Thơm cầm máy quay cho bà con nông dân xem. Đó con bò mẹ này thì cực kỳ đẳng cấp, bò Simfa. Nó bò đẹp nhưng mà không biết lý do lại rằng mà chắc là bây giờ nó kém cỏ đấy, có bắt con kém cỏ. Ví dụ anh không cho ăn cám, cho ăn nhưng nó không ăn, nhưng con mè nó kém. Đó, chất mè thì cao trường nhưng mà nó gầy mè các bác, nó gầy mè. Nó gầy mè bà con. Nó gầy mè, thì năm ngoái cuối năm anh Thắng, anh với ông đây thì chắc các bác cũng biết rồi, con bò đó thì anh bắt của chú Thơm. Vừa rồi em bắt một con 17 triệu đó, cực to bên nó mềm bò đực rất đẹp. Đó thì con này thì... hồi cuối năm anh bảo chú Thơm đến bắt nhưng mà em bảo thôi mới được có hơn 5 tháng chỉ để lại kiếm thêm đồng. Hôm nay chú Thơm ra thì nó hơi kém một tí. Thật sự nó không được như ý chú Thơm các bác. Ý chú Thơm muốn ra đầu năm muốn ra bắt cho anh cấp 17 18 triệu đây. Nhưng mà con này không bằng được các bác. Con này nhỏ thì tiền nào phải nấy thôi. Đó, thì anh em đó các bác thấy anh Thắng đây là người theo dõi kênh, chú Thơm mua bán thì anh cũng biết. Đó, mua thì cũng là bằng giá cả thị trường nó bằng 16 triệu. Chú Thơm cũng phân tích cho anh với bà con cũng biết. Nếu mà đầu cuối năm đó các bác mà bò nó nhích lên 85, 87 hoặc 90 á, thì bao giờ đầu năm giá nó cũng giật lên một tí. Nhưng mà chưa có năm nào như năm này các bác. Chưa có năm nào như năm này. Con bò 3B nó không lên giá các bác. Nó không lên giá. Tết cũng như ngày thường. Bò bây giờ đúng Tết cũng như ngày thường. Giá bò thịt Tết cũng như ngày thường anh. Thì giữa thì Tết cũng như ngày thường. Đó, thật sự là vậy. Nhưng mà nếu mà chăn nuôi tốt thì theo em nghĩ bà con cũng không lỗ. Vì lúc người ta mua, lúc cuối năm vừa rồi bán thì giá 80 thì đầu năm thì mua giá nó cũng rẻ thôi. Nó cũng không đắt. Mười mấy 20 triệu. Anh thấy em bán đó vừa 25 Tết em bán có 16 triệu. Anh thấy chở một phát ra đến Hà Nội đó. Có 16 triệu bạc đấy. Đó, thì con này cũng vô nữa thôi chứ các bác về cũng không hơn đâu. Đó, mua nhà anh là bằng 15 triệu này. Trở về rồi trở đi giao đến các bác thì chắc cũng lấy thôi. Lấy công làm lời thôi. Nhưng mà chú Thơm buôn bán số lượng nhiều. Đó. Tôi chỉ năm mới nha. Năm mới em cũng chúc anh với ông ở đây. Đó, dạ. Sang năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh Thắng nhá. Cảm ơn nhá. Dạ. Đó, rồi. Ok nhá, bà con nhá. Đó, khai xuân đầu năm nha các bác. Bà con bác nào có nhu cầu mua bán thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh khởi nghiệp nha bà con. Nhớ đăng ký để đồng hành cùng kênh khởi nghiệp. Rồi, kênh khởi nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con. Chiều nay nghỉ bác. Đi đâu vậy? Con đi chơi, có đi không? Dạ, trong này. Cháu này mấy tuổi chị? Dạ, em 4 tuổi rồi. À, 4 tuổi vâng. Đến đầu hay là đứa thứ chị? Đầu. Đến đầu vâng. Không được, cô đang làm việc. Nhanh, nhanh, nhanh. Đi chơi. Không chơi, nắng rồi, chiều đi. Mẹ nói là phải nghe. Ơ, cái thằng này à? Đi. Đi vào. Đúng chưa? Đúng rồi, đúng 15 triệu đó. Dạ. Ngồi xuống.
đi, cho lọc lá. Bớt tên lọc quá. Rồi, em xin. Ê, cu ơi! Cu! Đây, chú bảo đây! Lọc ơi! Đây, 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 chú mừng túi nào! Lại đây, chú mừng túi lì xì nào! Nhanh lên, nhanh lớn nào! Đây, lại đây con! Lại đây, chú mừng túi, lại đây! Này, mừng túi cho con! Con hai tay con xin bà ngoại. Hai tay cháu xin. À, con xin đúng rồi giỏi. Nhanh lớn nào giỏi đẹp trai. Mấy đây? Mấy đây? Mấy con? Mấy đây? Mày mấy đây này? Mấy đây? Chưa được. Một nghìn. Đi ta đi. Đưa cho mẹ.